trực tuyến do đồng chí Văn cung cấp. Mở mạng gõ http 2.gạch ngang gạch team.microsoft.com, đăng nhập thì các đồng chí xin tôi khi thông báo cho tôi sẽ cung cấp cho đồng chí Gmail đăng nhập. Sau khi đánh Gmail đăng nhập, nhập mật khẩu đăng nhập thì tương tự như vậy, khi tôi sẽ cung cấp cho các đồng chí mật khẩu đăng nhập. Khi các đồng chí thông báo cho tôi, khi các đồng chí thông báo cho tôi sẽ cung cấp địa chỉ và mật khẩu để đăng nhập. Sau khi đăng nhập đúng thành công thì sẽ được vào lớp học trực tuyến. Các đồng chí cứ ngồi chờ để vào lớp học trực tuyến. Công việc đầu tiên sau khi các đồng chí vào được lớp học tuyến là công việc các đồng chí tạo lập lớp học của mình bằng cách vào tham gia tổ chức, tham gia hoặc tạo nhóm. Sau đó các đồng chí vào tạo nhóm, tạo một nhóm từ đầu, công khai đặt tên nhóm, ví dụ như nhóm lớp học cô sinh, học sinh lớp học cô bảy. Lớp học cô buồn. Sau đó tiến hành tạo nhóm. Sau khi các đồng chí tạo được nhóm lớp học của mình thì bước tiếp theo là các đồng chí tích vào lớp học của mình. Mục đích tích vào lớp học của mình là để cho các thành viên trong lớp học của mình tham gia buổi học do mình trực tiếp giảng dạy vào lớp học của mình. Công việc tiếp theo là các đồng chí thêm các thành viên trong nhóm thông qua công việc như sau, là các đồng chí mời mọi người, hay nói khác là mời học sinh, chọn mời qua địa chỉ Gmail. Sau khi lập địa chỉ Gmail xong thì nó các thông tin như sau. Tôi lấy địa chỉ Gmail Lê Văn ltt@gmail.com. Địa chỉ Gmail này yêu cầu xin cung cấp do giáo viên và các đồng chí nhập địa chỉ Gmail, có thể nhập từng ngay một hoặc các đồng chí copy trên máy tính, sau đó về paste, và muốn nhiều học sinh nữa thì các đồng chí thêm ở
thêm ở đây. Và sau khi làm xong, các đồng chí gửi lời mời. Thì sau khi gửi lời mời thì học sinh cho địa chỉ Gmail có thể mở Gmail của mình để tham gia nhóm. Tôi tí nữa tôi sẽ có video gửi hướng dẫn cách làm của học sinh. Sau khi gửi Gmail xong, các đồng chí vào mở ngăn mọi người. Vào thêm thành viên mới. Nhập lại địa chỉ mật khẩu địa chỉ Gmail. Thì khi các đồng chí đã nhập Gmail rồi thì đánh cái tự đầu tiên thì nó sẽ lên các Gmail đã nhập. Chọn cái địa chỉ Gmail của em đó. Sau đó thêm. Thì đã thêm được thành viên trong lớp. Tương tự như các học sinh khác thì các đồng chí làm như vậy. Và sau khi nhập trong nhóm thành viên trong lớp của mình định dạy thì các đồng chí bắt đầu tiến hành dạy bằng cách ấn vào họp, mời họp hay mời học. Thì tất cả các thành viên trong lớp nếu mà máy hoạt động thì sẽ hiện thị trên đây và tất cả các em có thể tương tác được thông qua ứng dụng, đó là camera của máy tính hoặc điện thoại để tương tác với các đồng chí giáo viên.